Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Xtit. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Xtit cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Desloratadine Công dụng Desloratadine được sử dụng để giảm triệu chứng của dị ứng theo mùa, sốt cỏ khô và các phản ứng dị ứng khác, bao gồm hát hơi, sổ mũi, đỏ mắt và ngứa chảy nước mắt. Thuốc cũng được dùng trong những trường hợp điều trị phát ban, dị ứng nổi mẩn. Cách dùng bạn nên sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, liều tham khảo như sau. Liều dùng cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên là 5mg mỗi ngày. Đối với trẻ em 6 đến 11 tuổi dùng liều 2,5mg mỗi ngày một lần. Trẻ em từ 12 tháng đến 5 tuổi nên được điều trị với 1,25mg siro mỗi lần mỗi ngày và trẻ em 6 đến 11 tháng được điều trị bằng 1mg, 2ml siro mỗi ngày một lần. Chống chỉ định Chống chỉ định với những bệnh nhân quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Tác dụng không mong muốn. Trong quá trình sử dụng thuốc bạn có thể gặp một số những tác dụng phụ sau: đau đầu, đau dạ dày, hoa mắt, viêm họng, viêm họng khô miệng, đau cơ, mệt mỏi trong kỳ kinh nguyệt. Nếu sử dụng bạn bị khó thở cần gọi bác sĩ ngay lập tức. Nhà sản xuất Delta Pharma Limited. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm XTIT, đồng thời biết cách sử dụng XTIT sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham